Chào quý vị các bạn. Và trong video clip hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết anh em làm cái bài thuốc trị thương hàn. Thương hàn nó có những cái triệu chứng y chang như xương thương phòng nhá. Y chang như thương phòng. Nhưng mà cái như thương hàn thì như nó lại là bị ở trong tay vị. Còn thương phòng thì nó bị ở thẳng. Thì trong video clip hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái bài thuốc trị thương hàn. Thì để nói sơ qua về các cái triệu chứng của thương hàn và thương phòng thì y như chang như nhau. Cái triệu chứng của nó là buổi chiều đổ mồ hôi nhớp, sợ nước, người hay nổi da gà, hai mắt sập xuống, người rất là làm biếng luôn, đặc biệt rất là làm biếng luôn. Làm gì cũng nổi hết, làm biếng vô cùng đó. Làm biếng vô cùng. Thì đó là những cái triệu chứng. Và đặc biệt là bệnh thương hàn nha. Các bạn để ý dưới lòng bàn chân này, rồi nó rất là lạnh. Rất là lạnh. Đó, đó là những triệu chứng của thương hàn. Thương phòng cũng y chang như nhau. Nếu như quý vị mà bị nghi rằng là mình bị thương phòng, thì cái như cái quý vị cứ nghĩ rằng mình bị thương phòng phải không? Thì quý vị cứ trị bằng bài thuốc thương phòng, nếu không bớt thì chuyển qua trị bằng cái thương hàn này. Vì cái này bài thuốc này chỉ làm chỉ có hai ngày là khỏi rồi. Hai ngày mình làm hai ngày, một ngày làm hai lần, làm hai ngày. Thì nguyên liệu của chúng ta cần làm gừng đây, đây gừng. Chúng ta cần là gừng và mật ong. Đây là mật ong. Mật ong đỡ lâu quá, bây giờ chuyển máu của nó hơi đen đen rồi nè. Đây là mật ong nghe quý vị nha. Đó, chúng ta chỉ cần nguyên liệu là hai ấy. Và bây giờ thì nam 7 nữ 9. Thì nam thì 7 lát, nữ 9 lát. Đây. Bây giờ tôi sẽ xét ra. Tôi sẽ uống trước. Tôi nấu bài thuốc này tôi uống cho quý vị xem. Chúng ta có thể xét ra như thế này. Okay. Bây giờ tôi là nam, tôi sẽ xét 7 lát. Đây, quý vị xét theo kiểu dạng như thế này đây. Xét dày như thế này nha quý vị nha. Đây. Dày như thế này. 2 3 4 6 7 lát. Đây tôi sẽ làm 7 lát như thế này. Đây bỏ đi. Tôi làm đây nè. 3 này, 5 này, 6 này, 7 này. Tôi làm 7 lát như thế này. Và cho vào cái chén này. Đây. 1 2 3 4 5 6 7. Và tôi về mật âm thì tôi sẽ cho vào. Đợi tôi xíu. Đây, mật âm tôi sẽ cho vào một khoảng tầm một muỗng này. Tôi sẽ cho vào trong đây khoảng tầm một muỗng cà phê mật âm. Đây, một muỗng như thế này nha các bạn nha. Đây, tôi sẽ rướn vào trong đây, điều hết trong đây như thế này rồi. Đây. Đây, bạn có thể nhìn thấy. Đây, và bây giờ tôi sẽ mang cái mật ong này nè, đem chân cái thủy như thế này. Chân cái thủy. Rồi. Đó. Bây giờ mang đi chân cách thủy thôi quý vị ạ. Bây giờ tôi sẽ cho nước vào đây. Quý vị cho bao nhiêu nước này nhé. Cho miễn sao mà nước đừng có ngập cái chén của chúng ta là được.
Đây chị để vào chén qua như thế này nè, miễn sao nước đừng có chui vô trong, đừng có vô trong cái chén gừng và mặt kem của chúng ta như thế này là được. Đó, bật lửa lên. Đó, đây đây. Và sau khi mà nấu ấy, thì nó trưng cá thủy nó gần khô nước rồi này. Ở đây là được rồi đó quý vị. Bây giờ tôi sẽ tắt bếp. Tắt bếp và sẽ tôi sẽ tắt bếp và lấy cái chén gừng và mật ong này ra và uống. Đây. Một cái miếng dẻ để tôi có thể tôi ấy ra. Lấy cái chén này ra. Đây. Cái trị thương hàng. Đây bây giờ. Quý vị có thể uống cái mật ong này rồi ăn luôn. Ăn luôn cả cái trái của nó. Đây. Đó. Uống cái mật ong này và ăn luôn cái gừng đấy. Sẽ một ngày hai lần nha quý vị nha. Để trị được thương hàn. Đợi tôi một xíu. Rồi, đây. Đây là gừng và mật ong của chúng ta đây. Sau khi chân nó có cái dạng như thế này đây quý vị ạ. Quay vô đây nè. Đây. Sau khi chân thì nó có cái dạng như thế này đây. Và việc bây giờ ấy của chúng ta là uống hết cái này và ăn mấy cái lá gừng này luôn. Ở đây tôi cũng xin chia sẻ luôn quý vị là quý vị có thể xắt cái lá to hơn đây, to hơn đây để nó cay, nó càng cay á là nó trục hàng càng tốt đó. Nên là quý vị cần phải xắt cái lát bự hơn đây, bởi vì ở đây tôi có củ gừng nhỏ quá cho nên tôi xắt nó như thế này thôi. Và một ngày ấy thì quý vị làm sáng một lần, chiều một lần đó. Nếu như quý vị bị thương phòng ấy thì nó ở dưới thận là nó không có bớt đâu, còn nếu như mà đúng thương hàn á, đúng thương hàn là bớt ngay. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày làm ngày đầu tiên là đã thấy đỡ ngay, đỡ. Mà bắt đầu làm tiếp một ngày hôm sau nữa, cây lên là được. Đây, bây giờ tôi sẽ uống cái này. Cây á nha quý vị. Nó cây lắm. Uống hết cái mật ong này và ăn luôn mấy cái lát gừng này, ăn luôn mấy cái lát gừng này quý vị. Gừng và mật ong thì trục hàng rất là tốt, trục hàng rất là hay luôn. Nên nếu như mà quý vị bị thương hàn á, vì bị thương hàn á là làm cái bài này chỉ có hai ngày là bớt, hai ngày là bớt luôn, hai ngày là bớt. Còn nếu như mà làm thương hàn này không bớt là quý vị bị thương phòng rồi. Bị thương phòng thì tôi cũng đã có cái video chia sẻ trị thương phòng, trị thương phòng là bằng cách cái cầm cái điện thoại gì lắc 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 vậy bé. Như trị thương phòng thì cái như quý vị cũng có thể là làm theo những cái bài thuốc như là cái cây trầm hâu ấy, cây trầm hâu tôi chia sẻ, và hoặc là cái như cái bài cỏ chỉ xương, rồi củ thôm, rồi hoa trinh nữ ấy. Ba loại đấy nặng máy cũng bớt hết á. Nên quý vị đừng hỏi là em bị 2 năm rồi, 1 năm rồi có bớt không, bao nhiêu năm bớt cũng bớt hết đó quý vị ạ. Nên quý vị chỉ có cái việc quý vị cần làm là quý vị, nếu như quý vị tin, quý vị cứ kiên trì, quý vị làm, quý vị uống, chứ đừng có nửa tin nửa không rồi bắt đầu nửa làm nửa không rồi tiêu hề sao em làm không bớt.
Thì đó là do quý vị chứ không phải là do tôi những gì tôi biết và những gì tôi chia sẻ thì cứ tôi chia sẻ quý vị thật là như vậy thôi. Còn tin hay không đó là quyền của quý vị. Bởi vì chữa bệnh cho quý vị mà đâu phải chữa bệnh cho tôi đâu quý vị, đúng không? Cho nên nếu như quý vị tin tôi, quý vị kiên trì, quý vị làm, quý vị uống. Còn nếu như quý vị không tin thì thôi, đừng có làm. Bởi vì làm là mất công. Bởi vì quý vị không tin là chắc ăn là quý vị sẽ uống bữa được, bữa uống bữa không. Mà bữa uống bữa không thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Mình uống thuốc là mình phải uống đều đặn hàng ngày, phải uống rất chăm chỉ, chứ không phải uống thuốc mà gần như cứ bữa nay uống rồi ngày mai không uống, rồi ngày mốt lại uống, bữa kia không uống, bữa kia uống rồi xem tiêu hè uống thấy không bớt. Uống như vậy làm sao mà bớt được đó. Cho nên quý vị muốn bớt bớt quý vị phải kiên trì, và quý vị chỉ có tin thuốc quý vị uống mới đều được. Còn quý vị không tin thuốc quý vị uống không bao giờ đều, bữa uống bữa không, bữa làm biếng không thèm nấu đó. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Và nếu yêu mến tôi đừng quên đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video clip khác tôi chia sẻ lên quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.